Trước đó khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 1, Tùng đi bộ lòng vòng quanh khu vực xã Vĩnh Thạnh nhằm mục đích xem có tài sản sơ hở thì trộm cắp. Khi đến trước địa chỉ số 3A đường Miếu Bà, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, đối tượng phát hiện cửa cổng không khóa. Bên trong sân có dựng một xe máy hiệu Airblack biển kiểm soát 79N1-20778, không có người trông coi nên lẻn vào trộm xe máy, chạy về nhà nghỉ Ngọc Bích thuộc thôn Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh, thuê phòng nghỉ qua đêm. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự công an thành phố Nha Trang đã bất ngờ ập vào nhà nghỉ Ngọc Bích, bắt giữ Tùng cùng tang vật là chiếc xe máy trên. Tại cơ quan điều tra, Hồ Thanh Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Ngoài ra, qua đấu tranh, Tùng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây.